Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 4. Hôm nay, cô rất là vui vì được đồng hành với các em trong tiết toán bài luyện tập chung. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa trang 149, vở toán, bút, thước để chúng ta luyện tập tốt tiết học này nhé. Các em ạ, mục tiêu của tiết toán luyện tập chung ngày hôm nay sẽ giúp các em ôn luyện hai nội dung cơ bản như sau. Nội dung thứ nhất là ôn tập về tỷ số của hai số. Nội dung thứ hai là rèn kỹ năng giải bài toán, tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung thứ nhất qua bài tập số 1. Bài tập số 1 là viết tỷ số của A và B. Các em ạ, bài này nhớ là bài toán yêu cầu chúng ta là viết tỷ số của A và B nhé. Biết này, người ta cho giá trị của A và B thể hiện qua hai ý ở cột thứ nhất. Và cột thứ hai là chúng ta viết tỷ số A và B. Vậy thì để viết được tỷ số A và B thì chúng ta phải xác định được ta phải viết số nào trước, số nào sau hay là số nào chia cho số nào, đúng nào? Vậy thì để đã nắm được cái cách viết tỷ số rồi. Đó, bây giờ cô nghĩ rằng với bài tập 1 này thì các em làm quá đơn giản, phải không nào? Bây giờ các em hãy ấn nút dừng video để chúng ta làm thật nhanh bài tập số 1 nhé. Các em hãy mở video lên để chúng ta cùng chữa bài nào. Các em ạ, giá trị của A và B. A là 3, B là 4, như vậy thì tỷ số của A và B sẽ là 3 chia 4 hay là 3 phần 4 các em ạ. B, A là 5 mét, B là 7 mét. Vậy thì tỷ số của A và B sẽ là 5 chia 7 hay là 5 phần 7. Và các em lưu ý cho cô là tỷ số thì chúng ta không cần phải viết đơn vị kèm theo nhé. Bây giờ các em hãy so sánh bài làm của mình với bài làm của cô. Các em thấy bài làm của mình có giống với bài làm của cô không? À, cô tin chắc rằng bài làm này các em làm rất là chính xác, phải không nào? Cô có lời khen dành cho các em nhé. Bây giờ chúng ta hãy đến với bài tập thứ hai. Các em ạ, bài tập thứ hai là hai số có tổng bằng 1080, tìm hai số đó biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Các em ạ, để giải được bài toán này thì trước tiên ta phải biết được cái bài toán này thuộc dạng toán gì. Đó. Vậy thì để biết được bài toán này thuộc dạng toán gì thì chúng ta cùng xác định lại cái dự kiện của bài toán nhé. Như vậy, hai số có tổng bằng 1080. Đấy, tức là ở đây cho biết tổng là 1080 rồi, đúng nào? Vậy tìm hai số đó, hai số này thì đương nhiên là số thứ nhất và số thứ hai rồi đấy các em ạ. Đấy. Vậy thì một cái yếu tố tiếp theo mà người ta cho biết nữa là biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Vậy thì biết gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Các em lưu ý ở đây gấp có nghĩa là số này nhân với số kia hoặc là số kia chia cho số này. Đấy, và đó chính là tỷ số đấy các em ạ. Đó. Vậy thì các em đã biết được tổng rồi, biết được tỷ số của hai số rồi. Đấy. Vậy thì các em sẽ xác định được cái bài toán này rất là dễ dàng, phải không nào? À, vậy thì bài toán này theo các em thì bài toán này thuộc dạng toán gì nhỉ? À, bài toán thuộc dạng toán tổng và tỷ số của hai số. Đúng nào? Vậy thì để các em nhớ lại cái cách thực hiện của cái dạng toán mà tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó thì cô cho các em nhớ đọc lại các cái bước giải về cái dạng toán này nhá. Các em ạ. Các cái bước giải dạng toán này, dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó thì trước tiên là chúng ta phải tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Đấy, bước 1,
Bước 2 là ta tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3 là tìm giá trị một phần. Và bước 4 là tìm các số, số bé, số lớn, hoặc là số thứ nhất, số thứ hai đấy các em ạ. Vậy thì các em đã nắm được các bước giải của dạng toán này rồi. Với bài này thì cô nghĩ là cũng không quá khó đối với các em, phải không nào? Bây giờ các em hãy ấn nút dừng video để chúng ta cùng thực hiện nhé. Các em hãy mở video lên để chúng ta cùng chữa bài với cô nào. Các em ạ, như cô đã phân tích ở trên là bài toán cho biết là hai số có tổng là 1080 và tìm hai số đó, tức là số lớn, số bé hoặc là số thứ nhất và số thứ hai đấy các em ạ. Đây, số thứ nhất, số thứ hai và tổng hai số là 1080, đúng nào? Vậy thì để xem tỷ số của bài này như thế nào các em ạ. Biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Vậy thì có nghĩa là số thứ nhất, các em phải hiểu rằng số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai phải là 7 phần. Đúng nào? Như vậy ta có tổng này, rồi ta có tỷ số của hai số rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm số thứ nhất và số thứ hai. Đấy. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái tóm tắt của bài toán. Vậy bước tiếp theo là chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ đi tìm tổng số phần bằng nhau. Theo sơ đồ thì ta có tổng số phần bằng nhau là 1 cộng 7 sẽ bằng 8 phần. Đây. Và bước thứ hai là ta đi tìm số thứ nhất. Thì ta lấy 1080, ta chia cho 8 nhân với 1 thì sẽ bằng 135. Các em ạ, chia cho 8 tức là chia cho 8 phần đấy. Và nhân với 1 tức là nhân với 1 phần của số thứ nhất. Hoặc là ta không cần nhân với 1 nữa, vì chúng ta đã học rồi, số nào nhân với 1 thì cũng chính bằng số đó, cho nên ta không cần nhân với 1, hoặc là ta viết cũng được. Như vậy kết quả của số thứ nhất sẽ là 35. Xin lỗi các em. Vậy thì ta sẽ tìm số thứ hai. Dễ dàng thôi, ta sẽ lấy 1080 trừ đi 135 thì sẽ bằng 945. Và đáp số là số thứ nhất bằng 135, số thứ hai sẽ bằng 945. Vậy thì để xem bài toán này chúng ta giải có đúng không thì chúng ta chỉ cần cộng số thứ nhất với số thứ hai mà kết quả bằng tổng thì bài toán đó chính xác đấy các em ạ. Như vậy 135 cộng với 945 thì sẽ bằng 1080. Như vậy bài toán của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Vậy bây giờ các em hãy xem bài làm của mình có giống với bài làm của cô không? Nếu giống thì cô chúc mừng các em nhé. Các em ạ, bây giờ chúng ta hãy đến với bài tập thứ 3 nhé. Bài tập thứ 3 cũng là một bài toán giải. Các em cùng đọc với cô này. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Vậy thì để giải được bài toán này thì các em cũng phải xác định xem bài toán này thuộc dạng toán gì. Đó. Và khi chúng ta xác định được dạng toán thì chúng ta giải bài toán rất là dễ dàng, phải không nào? Bây giờ các em hãy ấn nút dừng video để chúng ta cùng thực hiện nhé. Các em hãy mở video lên để chúng ta cùng sửa bài với cô nhé. Các em ạ, vậy thì bài toán này, theo các em thì bài toán thuộc dạng toán gì? Bài toán này thuộc dạng toán tổng tỷ đấy các em ạ. Vì sao mà cô lại nói bài toán này thuộc dạng toán tổng tỷ? Vì bài toán đã cho biết là tỷ số của hai số là 2/3. Hai số ở đây chính là chiều rộng và chiều dài đấy các em. Đó. Và tổng ở đây các em ạ. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m. Cả chu vi thì là dài cộng rộng nhân 2. Vậy thì nửa chu vi chính là tổng của chiều dài và chiều rộng, phải không nào? Vậy thì ta có tổng rồi, ta có tỷ số rồi. Như vậy bài toán này thuộc dạng toán tổng. Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó, đúng nào? Vậy thì dựa vào
Bài toán này thì chúng ta có tóm tắt như sau. Đấy, chiều rộng là 2 phần. Dựa vào cái tỉ số này thì cô có chiều rộng là 2 phần, chiều dài là 3 phần. Và tổng của chiều dài, chiều rộng sẽ là 125m. Đó, bây giờ chúng ta hãy tìm chiều rộng và tìm chiều dài. Như vậy chúng ta đã tóm tắt được bài toán rồi. Bước tiếp theo là ta phải làm gì? Ta phải tìm tổng số phần bằng nhau là. Đấy. Nhìn vào sơ đồ thì ta có tổng số phần bằng nhau là 2 cộng với 3 bằng 5 phần. Đấy. Bước tiếp theo là ta sẽ đi tìm chiều rộng hình chữ nhật là sẽ lấy 125 chia cho 5 nhân với 2 bằng 50. Chia cho 5 là chia cho tổng số phần đấy các em ạ. Nhân với 2 là nhân với số phần của chiều rộng, sẽ bằng 50m. Vậy thì chiều dài, quá dễ dàng phải không nào? Chiều dài hình chữ nhật là 125 trừ đi chiều rộng thì sẽ bằng 75m. Thì là chiều dài. Và tóm tắt, đáp số của bài toán là chiều rộng là 50m, chiều dài là 75m. Và chúng ta thử lại là lấy chiều dài cộng với chiều rộng, 50 cộng 75 thì sẽ bằng 125m. Như vậy bài toán này chúng ta giải hoàn toàn chính xác đấy các em ạ. Và bây giờ các em hãy xem bài giải của mình có giống với bài giải của cô không? Nếu giống thì cô chúc mừng các em. Các em ạ, như vậy qua 3 bài tập mà chúng ta vừa thực hiện thì cô tin chắc rằng các em đã lập thành thạo trong việc lập tỉ số của hai số và có kỹ năng giải những cái bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số rất là nhanh và rất là chính xác đấy. Và cô muốn các em rèn thêm những cái kỹ năng để giải những cái dạng toán này, thì về nhà các em làm cho cô những bài tập ở trong phiếu bài tập mà cô giao cho các em. Đồng thời các em làm thêm những cái bài tập ở trong vở bài tập để cho thành thạo nhé các em. Các em nhớ chuẩn bị bài cho cô là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, sách giáo khoa toán 4 trang 150. Tiết học của chúng ta dừng tại đây. Cô chúc các em sức khỏe và học tập tốt. Cô tạm biệt các em.